lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thái Lai thành lập 3 đoàn đến xã Thới Tân, Trường Thắng và thị trấn Thái Lai tổ chức trao quyết định cán bộ năm 2023. Tại các xã thị trấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã trao các quyết định điều động bổ nhiệm Cụ thể quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm đối với ông Lê Văn Nhớ, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ ban nhân dân xã Thới Tân, điều động giữ chức vụ chủ tịch quỹ ban nhân dân thị trấn Thới Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm đối với ông Võ Thành Nhất, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ ban nhân dân xã Trường Thắng, điều động giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ ban nhân dân xã Thới Tân khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Thạch Tám, trưởng phòng dân tộc huyện Thới Lai về giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Thắng khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã trao 31 quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ, trong đó cấp huyện là 9 trường hợp, cấp xã 8 trường hợp và viên chức giáo dục là 14 trường hợp.